Rồi, cài đặt wifi của con 252DVK này. Khi mà mình chuyển máy sang nhà khác này, nhấn vào biểu tượng đây, chọn đến mục network này, ok này, chọn tìm đến cái mục SSID này, select này, là nó sẽ tìm ra một list wifi, sau đó mình chọn cái mạng của ta, ví dụ đây như bên tôi là mực in minh khuê thì sẽ chọn là mực in minh khuê này. Sau đó chúng ta nhập password vào là xong. Đây có password rồi. Nhập password đây. Chọn. Đây là mình chọn kiểu chữ hoa, chữ thừa hay là số. Nhập mật khẩu vào là xong. Ok. Đó, đã collect, đã xong. Đấy nhá, anh em back lại này. Bây giờ anh em nhìn từ đầu này. Đó. Nhấn vào biểu tượng này, sau đó chọn vùng network này. Chọn cái wireless LAN setting này. Ok này. Chọn đến mục SSID này. Đó, vào đến đây này. Đấy, chúng ta tìm đến mạng này. Sau khi mạng nhập địa chỉ xong là được. Rồi, tôi đã hướng dẫn anh em cách cài đặt wifi cho con máy 252. Thì cả các cái máy khác của dòng Canon cũng làm tương tự như vậy nhé.